cải cách hành chính để xây dựng một chính quyền điện tử, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cải cách hành chính để cải thiện môi trường đầu tư. Cải cách hành chính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn. Năm 2021, với nhiều giải pháp căn cơ, những cách làm sáng tạo, linh hoạt được triển khai, cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đã tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đưa công tác cải cách thủ tục hành chính ở Tuyên Quang đi vào thực chất và hiệu quả hơn. Khép lại năm 2021 với bao bộn bề lo âu, khi mà dịch COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân và làm cản trở đến sự tăng trưởng kinh tế xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn toàn tỉnh lại vui và phấn khởi khi mà chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước đã có một sự thay đổi đáng kể, luôn đồng hành và sẵn sàng tiếp sức cho người dân, doanh nghiệp để cùng vượt qua những thăng trầm của đại dịch COVID-19. Với phương châm chủ động, linh hoạt để thích ứng với tình hình dịch bệnh, năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quyết định thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời ban hành quyết định thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang, đã cho thấy nỗ lực và quyết tâm cao của tỉnh trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Ngay sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã nhanh chóng triển khai tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần, thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Đây thực sự là bước tiến trong công tác cải cách thủ tục hành chính ở Tuyên Quang, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị hành chính các cấp trong tỉnh. Chúng tôi đánh giá hai cái nội dung cốt lõi, đó là con người và cơ sở vật chất. Thế về con người thì nhân sự, công chức làm việc tại trung tâm thì đã được lựa chọn từ các cái sở ban ngành với năng lực chuyên môn tốt, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc. Thế về cơ sở vật chất thì trung tâm đã được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ và hiện đại, đáp ứng được yêu cầu công việc. Đặc biệt là trung tâm đã thực hiện tốt cái vai trò của mình là đầu mối triển khai cái hệ thống phần mềm xử lý thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đến các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm kết nối việc quản lý hồ sơ từ trung tâm về đến các sở ban ngành và ngược lại. Bên cạnh đó thì cái hệ thống này còn cho phép công dân, doanh nghiệp đánh giá trực tiếp thái độ phục vụ của cán bộ công chức làm việc tại trung tâm, qua đó tăng cái tính minh bạch, hạn chế tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính. Năm 2021, tỉnh Tuyên Quang đã ban hành 53 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ liên thông của 4.044 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các sở ban ngành thuộc tỉnh. Thường xuyên ra soát thực hiện cắt giảm từ 30 đến 70% thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở tất cả các lĩnh vực để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Việc thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo hình thức 4 tại chỗ, gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đang được thực hiện nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo 20% số thủ tục hành chính được thực hiện toàn bộ quy trình đối với bộ phận một cửa cấp tỉnh, 50% số thủ tục hành chính được thực hiện toàn bộ quy trình đối với bộ phận một cửa cấp huyện. Sơn Dương đã thực hiện tương đối tốt công tác cải cách hành chính và luôn luôn là huyện đứng trong top đầu của tỉnh về cải cách hành chính. Trong đó chúng tôi tập trung vào mấy cái điểm. Thứ nhất là tăng cường cái kỷ cương kỷ luật hành chính, rồi thực hiện tốt cái công tác kiểm tra giám sát đội ngũ cán bộ công chức, người lao động trong thực thi công vụ nhiệm vụ và làm các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu phiền hà. Cái thứ hai là tăng cường cái trách nhiệm của người đứng đầu, đề cao vai trò trách nhiệm và sự gương mẫu người đứng đầu trong cái việc mà thực hiện cái cải cách hành chính. Cái thứ tư là ứng dụng cái công nghệ thông tin thực hiện cái tiếp nhận và trả kết quả hành chính công mức độ 3, mức độ 4 để hạn chế thời gian đi lại của doanh nghiệp và người dân. Trong điều kiện dịch bệnh, để hạn chế tập trung đông người
một số dịch vụ tiện ích được đẩy mạnh. Trong đó, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và các sở ngành, các huyện, thành phố đã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đến nay, toàn tỉnh có 1.764 dịch vụ công thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Đã tiếp nhận trên 1.260 hồ sơ và trả trên 439 hồ sơ kết quả thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho người dân và doanh nghiệp. Dịch vụ công này mình thấy rất là tiện lợi, ví dụ như là học sinh chuyển đi chuyển đến, mình có thể scan luôn cái hồ sơ học bạ chuyển xuống đấy, xong còn lại cái học bạ thì bưu điện họ sẽ đến lấy cái hồ sơ này để mang đi. Được, cho nên là cái việc mà phụ huynh đến đây làm cũng rất là tiện lợi, mà mình cũng làm cũng rất là nhanh, rút ngắn rất nhiều thời gian và rất là thuận lợi ạ. Để tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện giao việc đột phá, đổi mới cho công chức viên chức giữ chức vụ, người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Qua đó đã làm thay đổi lề lối, tác phong làm việc theo hướng gần dân, sát dân và tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Năm qua, tỉnh đã giao 42 nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính cho người đứng đầu một số cơ quan đơn vị, huyện, thành phố. Từ giao việc đột phá, đổi mới trách nhiệm của người đứng đầu được nâng cao, nhiều việc khó kéo dài trong nhiều năm nay đã được giải quyết kịp thời thấu đáo, đảm bảo cho sự phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội trên địa bàn, củng cố và xây dựng niềm tin vững chắc trong nhân dân. Qua cái việc giao việc đột phá mà chúng tôi đánh giá năm 2021 thì cái việc đó nó đã tác động đến cái công tác điều hành hoạt động ở cơ sở. Thứ nhất là chúng tôi đánh giá là nó nâng cao được cái nhận thức của tập thể cũng như là cá nhân trong việc thực hiện cái nhiệm vụ được giao. Từ cái việc giao như thế thì nó sẽ tạo cho người ta phải suy nghĩ, tìm tòi và để làm thế nào để thực hiện bằng được cái việc đã được giao. Việc rà soát, đánh giá tác động thủ tục hành chính ở các ngành lĩnh vực có tác động đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện quyết liệt, đảm bảo. Năm qua, Cổng Dịch vụ Công tỉnh Tuyên Quang thực hiện cung cấp trên 2.860 số dịch vụ công mức độ 2 và 3, 989 dịch vụ công mức độ 4. Hiện nay, có 467 dịch vụ công mức độ 3, 4 của tỉnh được tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Trong năm đã tiếp nhận gần 640.000 hồ sơ, có 637.000 hồ sơ đã giải quyết, trong đó có 157.000 hồ sơ giải quyết trước hạn, gần 470.300 hồ sơ đúng hạn. Cải cách hành chính là chúng tôi luôn luôn xác định là một trong những cái yếu tố quan trọng hàng đầu trong tất cả mọi hoạt động của Sở Tư pháp. Và chính vì vậy cho nên là tất cả mọi cái hoạt động chúng tôi luôn luôn từ cái khâu tham mưu, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện cái công tác tư pháp và những cái công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp thì chúng tôi luôn luôn là xác định là làm sao là từ xây dựng thể chế đến tổ chức thi hành pháp luật là phải tạo điều kiện thuận lợi một cách tối đa cho doanh nghiệp và cho người dân. Chỉ số tiếp cận đất đai là một trong 10 chỉ số thành phần đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đây là chỉ số quan trọng trong việc đánh giá khả năng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Khi chỉ số này không ngừng được cải thiện, sẽ góp phần giữ chân các nhà đầu tư hoạt động hiệu quả lâu dài tại địa phương. Năm 2021, chỉ số tiếp cận đất đai của Tuyên Quang chưa có nhiều cải thiện so với trước. Vì vậy, để cải thiện và nâng cao điểm chỉ số tiếp cận đất đai, ngành tài nguyên đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức của ngành đã có sự chuyển biến về ý thức thực thi công vụ, từ chờ đợi doanh nghiệp đến chủ động tiếp cận, hướng dẫn doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, từ đó cải thiện môi trường, tạo điểm đến hấp dẫn, đáng tin cậy cho nhà đầu tư. Bản thân tôi thì là cán bộ được Sở Tài nguyên Môi trường cử là nhân sự chính thức, giao nhiệm vụ là thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công về các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, và người cán bộ trực tiếp thực hiện cái thủ tục hành chính. Thì cá nhân tôi thì sẵn sàng để làm cái thực hiện nhiệm vụ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo trung tâm và chủ tịch ủy ban tỉnh giao.
Sự nỗ lực của các cấp các ngành chính là tiền đề quan trọng để Tuyên Quang nâng cao vị trí trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính trong cả nước. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để Tuyên Quang thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Năm qua, cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Tuyên Quang còn làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ vùng xanh an toàn cho các nhà đầu tư. Nhờ đó, đã thu hút 24 dự án đầu tư vào tỉnh với tổng nguồn vốn gần 30.000 tỷ đồng, đạt trên 60% kế hoạch cho cả giai đoạn 2021-2025. Tuyên Quang năm nay có nhiều nhà đầu tư quan tâm. Yếu tố thứ nhất là Tuyên Quang làm tốt công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm cái phương châm của Thủ tướng, đó là 5K cộng vaccine, cộng công nghệ và cộng ý thức người dân. Cho nên là Tuyên Quang giữ vững cái vùng xanh để các nhà đầu tư quan tâm. Cái điểm thứ hai nữa là Tuyên Quang làm tốt cái công tác cải cách thủ tục hành chính. Tất cả các cái doanh nghiệp đến Tuyên Quang để mà khảo sát, để mà đầu tư thì đều chỉ gặp một cửa theo đúng nghĩa của nó. Cái điểm thứ ba ấy, là Tuyên Quang, các doanh nghiệp vào đầu tư tại Tuyên Quang rồi, trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn thì Tuyên Quang đã có những cái cuộc tháo gỡ cho các doanh nghiệp. Vướng mắc về đất đai, vướng mắc về thuế, vướng mắc về lao động, vướng mắc về thị trường thì Tuyên Quang đều có những cái cuộc làm việc để tháo gỡ cho các cái doanh nghiệp. Giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, Tuyên Quang đặt ra mục tiêu đảm bảo sự lãnh đạo đồng bộ, thống nhất của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp, tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, tạo điều kiện để tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư vào tỉnh. Tuyên Quang có cái mục tiêu rất lớn là thu hút khoảng 45 đến 50 nghìn tỷ trong giai đoạn tới. Thế và để làm được việc đó đấy, thì cái điều kiện tiên quyết đó là phải giữ vững vùng xanh, chống dịch hiệu quả. Cái điểm thứ hai là quyết liệt cải cách thủ tục hành chính. Các doanh nghiệp, doanh nhân đến Tuyên Quang thì không có vướng về rào cản về thủ tục hành chính. Cái điểm thứ ba là luôn luôn thường trực cái tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, để các doanh nghiệp không mất chi phí, không mất đi các cái cơ hội trong quá trình đầu tư kinh doanh tại Tuyên Quang. Một năm mới đã đến, năm 2022, với những dự báo còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, Tuyên Quang đặt nhiều kỳ vọng về sự phát triển của tỉnh trong năm mới và cải cách thủ tục hành chính là động lực để tỉnh hiện thực hóa các mục tiêu về kinh tế xã hội, xây dựng Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.